Ok, xin chào tất cả các vị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Bài hôm nay sẽ là một bài phân tích khá là đặc biệt ha. Chúng ta sẽ không phân tích trên khung thời gian ngày nữa, mà chúng ta sẽ phóng to ra, phân tích trên khung thời gian tuần. Thì cái đây gọi là một bài phân tích trung hạn. Nó để làm cái gì? Để xác định ra cái xu hướng trung hạn ha. Tức là cái xu hướng nó sẽ có khả năng là kéo dài trong khoảng vài tuần hoặc trong một tháng tới, cho nên mình sẽ phân tích trên khung thời gian tuần. Và cái mục đích của chúng ta là thấy được cái xu hướng dài hạn, trung hạn trong cái tháng tới đó. Và cái bài phân tích này mình sẽ thực hiện vào đầu mỗi tháng ha. Thì bây giờ chúng ta đang ở đầu tháng 2, cho nên đây sẽ là bài phân tích vàng và forex trung hạn cho tháng 2. Và cái bài tiếp theo đương nhiên sẽ là vào đầu tháng 3. Thì cái việc phân tích trung hạn này để làm cái gì? Thứ nhất là để chúng ta có được một cái nhìn tổng quan. Cái việc mà trader có được một cái nhìn tổng quan rất là quan trọng. Nó giúp chúng ta tránh được cái việc là vào lệnh ngược với cái xu hướng tổng quan đó. Và cái thứ hai là nó giúp chúng ta là xác định được cái vùng mà nên thoát lệnh ha, nên thoát lệnh. Vì trường hợp mà giá trên cái khung thời gian lớn á, trên khung thời gian tuần, nó chạm những cái vùng cản hoặc là những cái vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng của tuần, thì chúng ta nên biết là chúng ta nên thoát những cái lệnh mà vị thế mà chúng ta đang có rồi. Thì đây, do đây là một bài phân tích trung hạn, cho nên mình sẽ cố định luôn ha, sẽ cố định luôn tất cả những cái cặp tiền mà mình hoặc là thị trường mà mình chọn phân tích trong bài này sẽ chỉ là rơi vào những cái đồng tiền chính thôi, và vàng và dầu ha. Từ đó mà anh chị suy ra những cái xu hướng cho những cái cặp tiền còn lại, bởi vì chỉ cần một cái đồng tiền trong cái cặp tiền ha, nó di chuyển theo cái hướng đó thì rất có khả năng là nó sẽ di chuyển cùng với những cái cặp tiền còn lại. Ví dụ như AU chẳng hạn ha. Ví dụ như AU là nó có xu hướng giảm trong cái trung hạn, là trên khung thời gian tuần đi, thì khả năng cao là AG hoặc là ACHF là cũng sẽ có cái xu hướng giảm trên trung hạn đó. Bởi vì chúng ta đang nhìn trên một cái bức tranh toàn ảnh rất là rộng ha, rất là rộng. Anh chị phải thấy đây là một cái nến, ở đây chúng ta là một tuần luôn ha. Cho nên cái xu hướng của một đồng tiền nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cái cặp tiền còn lại. Rồi, chúng ta cùng xem biểu đồ vàng trung hạn trên biểu đồ tuần ha. Vàng thì nếu mà nhìn một cách dài hạn ha, là nó đã thoát lên khỏi cái mô hình gì đây ạ? Mình đã thấy đây chính là nó đã thoát lên rất là lâu rồi ha anh chị. Đây chính là mô hình vai đầu vai ngược nè, đấy. Và cái vùng mình vừa kẻ chính là vùng đường cổ. Vai trái nè, vùng đầu và vùng vai phải nè. Nếu mà anh chị chưa biết về cái mô hình vai đầu vai ngược thì anh chị nhấn vào nút chữ Y ngay chỗ này ha, để xem lại cái video clip về mô hình vai đầu vai ngược, một mô hình rất là mạnh mẽ và cũng rất là thường xuyên xuất hiện trên thị trường của anh Mạc An làm. Thì cái mô hình này nó đã phá vỡ lên rồi ha. Cái sự phá vỡ của nó diễn ra từ tháng 6 năm 2019, tức là cũng hơn nửa năm trời rồi ha. Và cái mục tiêu của mô hình này ở tận lên tới mức là quanh 1689 lần nha anh chị ha. Thì đó là mục tiêu trên lý thuyết thôi, còn cái việc mà nó đạt được hay không thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái bối cảnh hoặc là cái thực tế của thị trường nó như thế nào. Thì trên lý thuyết là vàng nó có thể đạt tới cái mục tiêu là 1689. Hiện tại thì nó khoảng 1572 ha, nó vẫn còn một con chặng đường khá là xa để mà nó đạt được cái mục tiêu này. Tuy nhiên trước mắt ha, trước mắt thì vàng chúng ta chỉ có thể mua lên thôi. Đó, thì cái chiến lược tốt nhất của vàng vẫn là mua lên. Tuy nhiên nè, anh chị để ý cây nến tuần, cây nến cách đây khoảng 3 tuần, 4 tuần ha, là một cái nến gì ạ? Đây chính là một cái nến pin 3 giảm giá rất là lớn. Và việc nó là một cái nến tuần cho nên nó có ý nghĩa cực kỳ lớn ha anh chị. Bất kỳ những setup production nào mà trên khung thời gian lớn thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Cái nến pin 3 này cho thấy là vàng cần có một sự điều chỉnh sau một con sóng tăng rất lớn như thế này. Đó, thì mình vẫn thiên hướng là vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong những tuần tới ha. Ít nhất là trong tháng 2 vàng mình nghĩ là vẫn sẽ cần điều chỉnh thêm. Tuy nhiên đó không phải là cơ hội để chúng ta bán xuống ha. Chúng ta vẫn chỉ có thể bán xuống ở trên những cái khung thời gian thấp như là H4, H1 thôi. Còn trên D1, cái khung thời gian chính của chúng ta vẫn là chờ mua lên. Chờ mua lên quanh những cái vùng giá đáng chú ý như là 1460 nè, hoặc là vùng số tròn 1500. Đấy, tiếp theo là dầu. Rất là dễ thấy dầu trên khung tuần là nó đã thoát ra khỏi một cái vùng range giá đi ngang. Đây,
cái đỉnh Ren là ở trên này và cái đáy Ren là ở dưới đây. Nó vừa phá được một cái đáy rất là quan trọng, anh chị thấy không ạ? Cho đến tuần ngày hôm nay luôn, tuần này luôn á, là nó vừa phá ra khỏi một cái Ren giá đi ngang, thì cái khả năng rất là cao là trong tháng 2 này dầu sẽ tiếp tục giảm ha. Đấy, cái xu hướng rất là rõ ràng rồi. Và chiến lược trên khung thời gian thấp, trên khung D1 của chúng ta vẫn sẽ chỉ là bán xuống, chờ giá hồi lên cao và bán xuống mà thôi. Tiếp theo là UG. Xu hướng trung hạn của UG là gì ạ? Xu hướng trung hạn của UG là nó đang thiên về tăng ha, thiên về tăng. Bởi vì cái việc là nó vừa phá vỡ cái đỉnh nè, đây là cái đỉnh dẫn tới cái đáy thấp nhất tạm thời ha của UG trên khung tuần. Và cái việc là đỉnh này nó đã bị phá lên rồi nè. Mặc dù là UG đang rơi lại, tuy nhiên cái đỉnh này đã bị phá rồi. Và hiện tại nó đang ở trên một cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng ha, một vùng nè. Thậm chí ở dưới nó cũng là một cái bệ đỡ rất là tốt của giá. Cho nên trong những cái tuần tới ha, thì mình nghiêng thiên về hướng là UG sẽ có khả năng là tiếp tục tăng lên. Do đó trong khung thời gian thấp, chúng ta vẫn tìm những cái cơ hội mua lên đối với UG hơn là bán xuống. Tiếp theo là UCHF. UCHF thì có một cái thiên hướng giảm khá là rõ, thể hiện qua những cái chùm nến đây. Đó. Toàn bộ cái chùm nến rất là nhiều cho tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn nghiêng về cái giảm, động lực giảm nhiều hơn. Và thậm chí là cái setup production của ba cái nến tuần gần nhất chính là gì ạ? Đây chính là một fake giảm giá nè anh chị. Fake này nó từ chối một vùng giá quan trọng ha. Đây là một cái đáy mà nó đã vừa bị phá vỡ. Do đó cái thiên hướng rõ ràng của UCHF trong những tuần tới mình vẫn thiên về giảm giá hơn. Cho nên chúng ta vẫn tìm về những cái chiến lược là bán xuống đối với UCHF trên khung thời gian D1. Những cái chiến lược bán xuống đó nên được chốt lời ha, nên được chốt lời trường hợp mà giá chạm được cái vùng đáy này. Vì đây là một cái đáy cực kỳ quan trọng của UZF trên khung thời gian tuần. Anh chị để ý những cái đáy hoặc là đỉnh ha, những cái vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng mà chúng ta xác định được trên khung tuần á, thì nó hoàn toàn có khả năng là nó đảo chiều được nguyên cái xu hướng của khung thời gian D1 luôn. Cho nên trường hợp nếu mình chỉ bán được UZF mà nó giảm tới cái vùng khoảng 0.9553 nè, đó thì chúng ta nên chốt lời toàn bộ cái vị thế của chúng ta đi. Bởi vì khi mà nó chạm tới cái vùng này thì ít nhất ít nhiều gì á nó cũng sẽ phải điều chỉnh lên, còn không á là nó hoàn toàn có thể chuyển sang tăng luôn trên khung D1 ha. Thế là UCAD. UCAD trên khung tuần chúng ta có cấu trúc là gì ạ? Cấu trúc là giảm giá ha. Tuy nhiên hiện tại thì trong 4 tuần vừa qua, 5 tuần vừa qua là UCAD đang có một con sóng tăng rất là tốt. Đó. Tuy nhiên nếu mà trường hợp UCAD nó mà chạm tới cái vùng này, đó, cái vùng là khoảng 1.33 ha, là chỉ nên chốt lời toàn bộ cái vị thế mua lên đối với UCAD trên khung D1 rồi. Bởi vì trường hợp nếu mà chạm đây thì khả năng cao là nó sẽ điều chỉnh giảm ha, điều chỉnh giảm, hoặc là tệ hơn nữa là nó sẽ đảo chiều luôn cái con sóng tăng này. Thì khi mà chạm được cái vùng này thì là mình khuyên là anh chị nên tìm những chiến lược bán xuống đối với UCAD trên khung thời gian D1, hoặc là những cái chiến lược là đảo chiều xu hướng. Bởi vì cái con sóng tăng này, con sóng tăng nhỏ này trên khung week, trong khung tuần thì sẽ là một cái xu hướng tăng khá là mạnh trên khung D1. Tiếp theo là NU, đồng New Zealand Dollar. NU trong tháng 2 thì thiên hướng rất là rõ ràng rồi. Đấy, cái xu hướng của nó vẫn là giảm ha. Và sau khi thoát ra khỏi một cái pin 3 giảm giá nè, cái pin 3 này nó từ chối một cái vùng đỉnh cực kỳ quan trọng. NU đang trên đường là tiếp diễn cái con sóng đẩy của xu hướng giảm của nó. Và cái cây nến tuần vừa rồi của NU là một cây nến giảm rất là lớn ha, chứa đựng một cái động lực giảm rất là lớn. Do đó mình thiên hướng là NU sẽ tiếp tục giảm giá trong tháng 2 này. Do đó trên những cái khung thời gian thấp hơn như là D1 thì chúng ta nên tìm những cái chiến lược bán xuống hơn là mua lên. Tiếp theo là đồng bảng Anh. Với bảng Anh thì nó đã có một cái con sóng tăng rất là mạnh. Đấy, con sóng tăng rất là mạnh thể hiện trên khung D1 thì nó là một xu hướng cực kỳ mạnh. Tuy nhiên khi mà nó tiếp cận cái vùng đỉnh này, đấy, cái vùng kháng cự này nè, nó đã bị từ chối và nó không thể nào vượt qua được. Trùng hợp thay đây chính là cái đỉnh dẫn tới đáy thấp nhất của đồng bảng. Do đó cái cấu trúc giảm giá dài hạn và trung hạn của đồng bảng vẫn là được giữ nguyên ha. Cho nên mình vẫn thiên hướng là tiếp tục giảm giá. Sau khi chạm cái đỉnh này nè, nó sẽ quay trở lại cái con sóng đẩy giảm của nó. Do đó trên khung thời gian D1 thì anh chị nên tìm những chiến lược bán xuống đối với đồng bảng trong tháng 2 này hơn là chiến lược mua lên. Tiếp theo là EU. EU về xu hướng dài hạn của EU thì rõ ràng là giảm rồi ha, cái đó chúng ta không bàn cãi nữa. Tuy nhiên ở trong những thời gian gần đây ha, thời gian gần đây thì EU có vẻ như nó đang mắc kẹt trong một cái range, cái đỉnh range và cái đáy của range nằm đây. Thì sau chỉ khi nào mà EU thoát ra được
cái cạnh trên của Ren hoặc là cạnh dưới của Ren, thì lúc đó EU mới sẽ có những cái con sóng tăng mạnh là rõ ràng hơn. Và hiện tại thì EU vẫn sẽ nó vẫn sẽ di chuyển trong cái range này thôi. Do đó trên cái khung D1 á, anh chị sẽ thấy là nó di chuyển với cái dạng là những cái xu hướng đi ngang ha, những con sóng bật lên bật xuống bình thường như thế này. Và do là vừa rồi nó đã chạm được cái đỉnh range và nó đã bị từ chối nè bởi một cái pin 3 nè ha, do đó trong tháng 2 này mình sẽ thiên hướng là EU tiếp tục giảm về cái đáy của range này. Cho nên trên cái khung D1 ha, anh chị nên tìm những cái chiến lược là bán xuống đối với EU hơn là mua lên. Và cuối cùng chính là đồng AU. AU trên khung tuần thì cái xu hướng là gì? Chính là xu hướng giảm quá là rõ ràng rồi ha. Tuy nhiên ha, nó đang chạm một cái vùng rất là quan trọng. Đấy, đây là cái vùng đáy trước đó. Và từ tận năm tháng 8 ha, tháng 8 năm 2019 cho tới bây giờ thì nó vẫn chưa bị phá vỡ ha, Do đó khi mà AU đang nằm ngay cái vùng này rồi thì mình kỳ vọng là trong những tuần tới ha, AU sẽ có những cái điều chỉnh lên một chút xíu ha, điều chỉnh lên một chút xíu. Tuy nhiên cái việc mà AU nó tiếp cận cái vùng này bằng một cái nến giật là một cái nến trend 3 rất là mạnh, trend 3 giảm giá. Anh chị bấm vào nút chữ Y này để xem lại định nghĩa cái nến trend 3 này như thế nào. Đó là một cái nến mà cho thấy cái động lực giảm giá hoặc là tăng giá cực kỳ mạnh, thay vì ha, thay vì những cái nến trước nè chạm bằng những cái pin 3 đó, những cái lần chạm trước của AU đối với cái vùng này là chạm bằng những cái pin 3, nó sẽ bị từ chối và nó bật lên. Tuy nhiên lần này nó chạm bằng một cái nến trend 3 mạnh như thế này, mình thiên về cái việc là nó sẽ có một chút điều chỉnh lên ở đây và khả năng cao là nó sẽ phá được luôn ha, chỉ cần bởi cái nến này thôi. Trên những cái khung thời gian thấp hơn như là D1, H4, H1 thì anh chị nên tìm những cái chiến lược bán xuống đối với AU hơn là mua lên, thì chúng ta sẽ có xác suất thắng cao hơn. Rồi, trên đây là cái video phân tích vàng và forex trung hạn trên khung thời gian tuần. Nếu mình chị thấy hay thì nhớ để lại một like, một subscribe và comment cái thị trường mà yêu thích của anh chị ha, để Nhật Hoài có thể đưa vào cái bài phân tích vàng forex trung hạn trong tháng 3 tiếp theo. Rồi, xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.